Vì cô luôn quan tâm chúng em, lòng em biết ơn vô cùng. Có lúc em thấy cô đơn vì cứ nghĩ cho em và mong mai sau sẽ nhìn thấy. Từ lúc cô đến cạnh em thấy cuộc sống ổn hơn nhiều. Mặc dù nhiều khi em mắc lỗi sai, chẳng cố thấy không vui lòng. Và hơn sao cô vẫn luôn là người thứ tha. Em cảm ơn chú đã trao em người phụ nữ tuyệt vời. Chỉ muốn bên cô và yêu cô để hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai khác ngoài cô. Và lý do em có là cô luôn luôn tuyệt vời nhất. Vì cô từ để lắng nghe biết chịu. Bên này cô mãi thôi. Từ giờ em cố gắng chẳng để cô phải buồn. Cùng dù về mãi sau lặng theo những điều cô khuyên. Dù khi em mắc lỗi sai làm cô thấy không vui lòng. Và cớ sao cô vẫn luôn là người thứ tha. Em cảm ơn trời đã trao em người phụ nữ tuyệt vời. Muốn em cô và yêu cô để em đến cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai khác ngoài cô. Và lý do hạnh phúc chỉ thế.
chị Ân trưởng thành ngày hôm nay. Lớp chúng em 12A4 xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến ban lãnh đạo nhất, ban giám hiệu nhà trường, ban chấp hành đoàn trường, các cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo bộ môn đã dìu dắt và luôn quan tâm chúng em trong suốt thời gian học qua. Chúng em hứa sẽ trở thành những con người tốt, yêu thương nhiều hơn để có thể trở thành một người học sinh xứng đáng với mái trường Trung học phổ thông Cán Lộc, xứng đáng với công ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em. Em xin cảm ơn ạ. Để cho mình sàn này đấy ạ.